Chào mừng các bạn trở lại với kênh tin tức trong ngày 24/7. Hãy like và subscribe để theo dõi tin tức trong ngày. Sau đây là phần tin tức. Kiều nữ ngân hàng rút ruột 48 tỷ đồng tiền gửi của 6 đại gia. Khi cảnh sát đến làm việc, nhiều khách VIP gửi tiền tiết kiệm mới hàng chục tỷ đồng của mình đã bị nữ nhân viên ngân hàng xinh đẹp làm giả chứng từ để rút. Nguyễn Thị Lan chỉ làm cán bộ kiểm ngân thuộc phòng giao dịch huyện Đô Lương, ngân hàng Eximbank, chi nhánh thành phố Vinh, Nghệ An. Song khiến nhiều người ngạc nhiên về độ giàu có. Người phụ nữ 29 tuổi này ăn mặc sành điệu, đi xế hộp hơn 1,7 tỷ đồng, mua lô đất vị trí đắc địa tại thị xã Cửa Lò, xây nhà bề thế, tiền cho vay rủng rỉnh. Những thông tin về kiều nữ ngân hàng giỏi làm ăn đã lọt vào tầm ngắm của trinh sát kinh tế công an Nghệ An. Nghi vấn dòng tiền bất chính của Lam, trong hơn một tháng, 11 trinh sát đã chia nhiều mũi điều tra, xác minh giao dịch của một số khách hàng. Nhà chức trách nhận thấy một số người đã rút cả chục tỷ đồng, song có nhiều nghi vấn về thủ tục. Khi cảnh sát tìm hiểu, những khách hàng VIP này khẳng định không giao dịch hay rút tiền hay chuyển khoản trong thời gian qua. Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, trưởng phòng cảnh sát kinh tế cho phóng viên biết, cơ quan điều tra đã thu thập được chứng cứ về việc Lam tự ý rút tiền mặt hoặc chuyển khoản của 6 khách hàng, tổng cộng 48 tỷ đồng, trong đó có người tới vài chục tỷ. Các nạn nhân đều không biết tiền của mình bị bốc hơi. Đây là vụ lừa đảo rút tiền ngân hàng lớn nhất từ trước tới nay ở Nghệ An, đại tá Thiêm đánh giá. Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra cũng thực hiện lệnh bắt Đặng Đình Hồng, 43 tuổi, nguyên giám đốc phòng giao dịch Đô Lương với cáo buộc đã thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Hồng khai không hay biết về hành vi của Lam, do nể nang tin tưởng nên ký vào nhiều hóa đơn chứng từ do Lam trình. Cán bộ điều tra nói và cho hay, nhà chức trách đang điều tra mối quan hệ giữa Hồng và Lam trong vụ án này. Lam khai tốt nghiệp cao đẳng kinh tế tại Nghệ An và công tác tại phòng giao dịch huyện Đô Lương. Sau 5 năm làm việc, Lam quen nhiều khách hàng giàu có và trèo kéo gửi vào chi nhánh của mình, hứa hẹn trả lãi 8-12% một năm. Trong khi mức quy định của ngân hàng thấp hơn nhiều, có thời điểm chỉ 4-5%. Tin tưởng nữ cán bộ ngân hàng nhiệt huyết, nhiều khách hàng đã tới nhà riêng của Lam ký hồ sơ mà không tới ngân hàng. Sau đó, sổ tiết kiệm được Lam giao tận tay cho họ. Khi có nhiều khách hàng thân tín, Lam khai bắt đầu thực hiện kế hoạch chiếm đoạt tài sản. Cảnh sát cáo buộc Lam nhiều lần tạo cớ mời khách hàng VIP tới ngân hàng ký trước hoàn tất hồ sơ sau, do sắp có chương trình khuyến mãi về tăng lãi suất. Có các chữ ký, Lam tự tạo văn bản đề nghị rút tiền của khách hàng, mang trình ban giám đốc hoặc kiểm soát viên nhằm hoàn tất thủ tục. Ngày 21 tháng 9, 3 ngày sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây hậu quả nghiêm trọng, Lam đã ra đầu thú. Trưởng phòng cảnh sát kinh tế Nghệ An cho hay, trong vụ án này, nếu kết luận điều tra chỉ khách hàng bị xâm hại thì phía ngân hàng phải có trách nhiệm bồi thường. Nếu bên bị thiệt hại là ngân hàng thì Lam phải có trách nhiệm hoàn lại tiền cho đơn vị này. Gửi tiết kiệm 20 triệu đồng bị người khác rút mất. Chỉ với giấy xác nhận mất chứng minh nhân dân, bà Hằng đã dễ dàng rút 200 triệu từ sổ tiết kiệm của người khác. Sự việc vỡ lở khi nạn nhân phát hiện số tiền của mình đã bị thất toán. Bà Hoàng Thị Phong sinh năm 1960, trú tại thị trấn Quỳnh Hợp, huyện Quỳnh Hợp, Nghệ An. Ngày 17 tháng 11 năm 2015, bà lên ngân hàng rút sổ tiết kiệm 40 triệu đồng. Thấy thái độ làm việc của nhân viên ngân hàng quá dễ dãi, không kiểm tra giấy tờ tùy thân, bà Phong liền nhờ kiểm tra số tiền tiết kiệm 200 triệu đồng thì được trả lời số tiền trong sổ của bà không cắn mà bay. Trước đó, ngày 18 tháng 4 năm 2015, để xin việc cho con nên tôi đã đưa sổ tiết kiệm cho chị Võ Thị Hằng sinh năm 1980, trú tại thị trấn Quỳ Hợp làm tin. Hai bên làm giấy biên nhận có chữ ký kèm theo. Nếu không xin được việc cho con tôi thì chị Hằng sẽ phải trả lại sổ, bà Phong cho biết thêm. Nghi ngờ có liên quan tới Hằng nên bà Phong đã gọi điện thoại cho Hằng hẹn gặp. Hằng từ chối việc rút tiền trong sổ tiết kiệm của bà Phong. Chỉ khi có sự xuất hiện của chị Trương Phương Nhung, nhân viên ngân hàng, người chấp nhận cho Hằng rút tiền thì chị ta mới nhận. Hằng hẹn với bà Phong sẽ trả lại số tiền nhưng sau đó lẩn trốn. Bà Phong trình báo vụ việc lên công an huyện Quỳ Hợp, Hằng bị bắt sau đó. Chị Trương Phương Nhung, nhân viên ngân hàng chi nhánh Quỳ Hợp cho biết, khi chị Hằng mang sổ tiết kiệm và giấy xác nhận mất chứng minh nhân dân, tôi gửi qua người kiểm soát là chị Lê Thị Huệ kiểm tra lại. Sau đó chị Huệ đồng ý cho rút tiền nên tôi tiến hành cho chị Hằng rút. Bà Lê Thị Huệ, phó phòng kế toán ngân hàng chi nhánh Quỳ Hợp nói,
chiều ngày 13 tháng 11 năm 2015, chị Hằng mang sổ tiết kiệm và giấy xác nhận mất chứng minh nhân dân đến để yêu cầu rút tiền. Khi kiểm tra thấy giấy xác nhận có ảnh và số chứng minh thư trùng khớp nên tôi đã đồng ý cho rút. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo chi nhánh Nghệ An của ngân hàng nói trên cho hay, nếu kết luận của cơ quan công an đúng như phản ánh của bà Phong, chúng tôi sẽ đảm bảo số tiền 200 triệu đồng của bà vẫn được giữ nguyên. Trong thời gian công an điều tra, bà Phong cần tiền thì đơn vị sẽ cho vay vốn, còn các nhân viên làm sai thì chúng tôi sẽ xử lý. Bỗng dưng mất 43 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm. Bố ruột gọi điện thoại kêu lên ngân hàng ký dự thưởng. Anh Trung đến ngân hàng và được nhân viên đưa cho tờ giấy trắng bảo ký vào. Một tháng sau, anh phát hiện 5 cuốn sổ tiết kiệm trị giá hơn 43 tỷ đồng trong tủ biến mất. Anh Lê Đình Trung sinh năm 1980, làm nghề kinh doanh cùng vợ là Tiên Mỹ Ngọc, ngụ đường Điện Biên Phủ, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, vừa làm đơn khởi kiện giám đốc ngân hàng Việt Á chi nhánh An Giang và giám đốc ngân hàng Việt Á chi nhánh Cần Thơ. Hai nhân viên ngân hàng và bố mẹ ruột đã cấu kết lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình, bị người thân lừa ký khống. Theo nội dung đơn, gia đình anh hiện ở An Giang. Do vợ có thai nên vợ chồng lên thành phố Cần Thơ khám bệnh trong khoảng một tuần. Từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 6, vợ chồng anh nhận được điện thoại của ông Lê Hữu Phước, bố đẻ anh Trung, nói anh lên ngân hàng Việt Á chi nhánh Cần Thơ để ký giấy dự thưởng. Anh Trung và vợ lên ngân hàng đưa chứng minh nhân dân và được nhân viên tên Lan Anh đưa rất nhiều giấy tờ trắng, giấy A4 cho vợ chồng anh ký. Chúng tôi ký tên nhanh chóng rồi về, không nắm rõ nội dung cũng như không nhận được sự tư vấn của ngân hàng ở An Giang hay Cần Thơ, anh Trung nói. Đến ngày 4 tháng 7, anh Trung phát hiện 5 cuốn sổ tiết kiệm để ở nhà biến mất nên nghi ngờ những giấy tờ anh chị đã ký trước đó. Ngày hôm sau, vợ chồng anh lên ngân hàng Việt Á chi nhánh Cần Thơ để hỏi, thì được nhân viên Lan Anh cho biết những giấy tờ anh chị ký hôm trước là giấy chuyển nhượng. 5 cuốn sổ tiết kiệm trị giá hơn 43,5 tỷ đồng của vợ chồng anh đã chuyển sang tên ông Lê Hữu Phước và bà Nguyễn Thị Hồng là bố mẹ anh Trung. Hôm ngày 1 tháng 6, tôi nhận điện thoại của ông Phước lên ngân hàng ở Cần Thơ. Chúng tôi đưa chứng minh nhân dân và được nhân viên đưa giấy trắng cho ký. Tôi tưởng hôm đó lên ký dự thưởng, vì mấy lần trước cũng đã ký giấy trắng rồi mà không sao. Không ngờ hôm đó giấy trắng tôi ký lại được gửi bưu điện về An Giang để điền thông tin vào làm giấy chuyển nhượng sổ cho ông Phước, anh Trung nói. Trưa ngày 5 tháng 7, anh Trung quay về ngân hàng Việt Á chi nhánh An Giang để xin những giấy tờ mình đã ký trước đó, thì nhân viên tên Tố Như cho biết đã bàn giao hết giấy tờ cho ông Phước và bà Hồng. Sổ tiết kiệm do vợ chồng tôi đứng tên mà người khác mang đến ngân hàng để giao dịch, nhưng ngân hàng không hề thông báo cho chúng tôi bằng bất cứ hình thức nào, anh Trung bức xúc. Có hay không dấu hiệu phạm tội? Ngày 6 tháng 7, anh Trung trình báo với ngân hàng nhà nước chi nhánh An Giang, sau đó nhận được giải trình do ông Nguyễn Minh Vũ, phó giám đốc ngân hàng Việt Á chi nhánh An Giang ký. Nội dung cho hay, Việt Á không can thiệp vào quá trình chuyển nhượng và chỉ làm theo yêu cầu của khách hàng. Ông Trung và bà Ngọc đến ngân hàng Việt Á Cần Thơ để yêu cầu thực hiện giao dịch chuyển nhượng trên do đang sống ở Cần Thơ. Việc chuyển nhượng hoàn tất có sự thỏa thuận tự nguyện giữa các bên. Ngân hàng Việt Á An Giang đã hoàn thành biểu mẫu giấy đề nghị chuyển quyền sở hữu theo mẫu của ngân hàng Việt Á chuyển đến ngân hàng Việt Á Cần Thơ, hỗ trợ ông Trung và bà Ngọc ký tên bản giải trình ghi. Biên bản làm việc của ngân hàng nhà nước tại An Giang với vợ chồng anh Trung vào ngày 8 tháng 7 có ghi, quá trình làm việc với ngân hàng Việt Á chi nhánh An Giang liên quan nội dung đơn khiếu nại còn phát sinh nhiều vấn đề khó khăn trong việc xác định hành vi chuyển nhượng. Cụ thể, những yêu cầu chuyển nhượng với ngân hàng thực hiện tại chi nhánh Việt Á Cần Thơ. Do đó, chi nhánh ngân hàng nhà nước ở An Giang không đủ cơ sở để xác định hành vi. Thẩm quyền xác định hành vi thuộc về cơ quan tư pháp có đủ chức năng trưng cầu giám định. Thông báo của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ về nội dung đơn thư anh Trung tố cáo ông Phước và Hồng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản mà anh Trung đã gửi trước đó kết luận không đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình xác minh đơn thư của anh Trung và bà Ngọc tố giác ông Lê Hữu Phước và bà Nguyễn Thị Hồng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 43,504 tỷ đồng là không đủ yếu tố cấu thành tội phạm, không có sự việc phạm tội và không khởi tố vụ án hình sự, thông báo nêu. Sau đó anh Trung làm đơn khởi kiện giám đốc và nhân viên hai ngân hàng trên. Trao đổi về vụ việc này, luật sư Phạm Công Út, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng
Nếu vợ chồng anh Trung đến ngân hàng được đưa những giấy tờ trắng mà cả hai cùng ký và ghi rõ họ tên khống vào thì cũng giống như tự ký vào bản án tử hình, vì khó có thể chứng minh rằng họ đã cùng ký khống vào những giấy tờ trắng để người khác điền vào nội dung ngoài ý muốn của họ. Còn việc anh Trung mở tài khoản ngân hàng tại An Giang nhưng giấy tờ chuyển nhượng lại làm ở Cần Thơ, người chuyển nhượng ở Cần Thơ, người nhận chuyển nhượng lại ở An Giang, giấy chuyển nhượng được chuyển bưu điện từ Cần Thơ về An Giang để làm, theo luật sư Út, nếu vợ chồng anh Trung đã ký khống thật sự thì việc hợp thức hóa trên mặt giấy tờ có thể được thực hiện chuyển nhượng một cách lén lút nhưng hợp lệ. Nếu thực sự đây là một vụ lừa đảo từ những người thân trong gia đình để hòng chiếm đoạt tài sản của nhau thì có dấu hiệu của một vụ án hình sự. Nhưng nếu là vu khống thì không khó để chứng minh, vì giao dịch này thực hiện đơn giản, có hệ thống camera an ninh của hai chi nhánh ngân hàng, luật sư Út nói. Ngày 27 đến ngày 28 tháng 9, phóng viên Tiền Phong tìm đến ngân hàng Việt Á, chi nhánh An Giang và Cần Thơ, đề nghị gặp ban giám đốc chi nhánh để tìm hiểu thông tin. Nhưng đại diện cả hai chi nhánh này đều chối khéo và yêu cầu phóng viên liên lạc với ngân hàng Việt Á tại Hà Nội. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.